lại nha. À, đây là cây Sapoche ha, chạc 7.5 các bạn. Hôm nay mình sẽ test cái viên thuốc các bạn. Viên kẹo ngậm ha. Rất là may mắn các bạn, rất là may mắn ha. Ở đây là cây Sapoche ha, nó chạc 75 các bạn. Nó rất là ok ha. Rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video nha, mình sẽ đăng ký để xem nhiều mẫu ná hơn nha. Cảm ơn các bạn.